Cắt đi 2 phần 3. Cắt như thế này thì nó sẽ không bị mất nước. Nếu mình để cắt này là nó mất nước nhanh lắm, nó héo luôn. Anh bấm luôn chú mấy cái ngọn ở trên đấy luôn. Đấy nha chú nha, chú nhìn cho cháu nha. Đấy là đang tạo tán. Cái này nó sẽ nhanh nhánh thì nó sẽ cây nó càng nhiều cành thì sau nó càng nhiều quả. Mỗi khách đến là hướng dẫn một lần đấy. Còn tất cả trên video là cháu có hết rồi. Đấy nhá, ví dụ như là khi các chú trồng chưa được cắt lá thì các chú trồng chú để ý cho cháu này. Ví dụ cái cây này thì bốn cái cành này nó ăn sang hướng này. Thì cái hướng này nó phải là cái hướng mặt trời nó mọc buổi sáng. Tức là hướng mặt trời mọc buổi sáng thì cành nó sẽ nhiều hơn. Còn bên này ít cành thì chú để cho cháu bên hướng mặt trời nặng buổi chiều. Vì buổi chiều là nó sẽ nắng từ buổi trưa, từ đan trưa cho đến chiều tối. Thì ánh sáng nó mạnh hơn và nó lâu hơn. Thì bên này nó sẽ nảy mầm tiếp vào những cành nhỏ này nó sẽ to nhanh. Thì nó đuổi kịp, cho nên là sau này cây nó sẽ tròn, xung xuê. Và khi nó ra quả nó sẽ ngon đồng đều. Và nếu các chú không biết trồng theo hướng mà chú đặt xuống rồi, sau này chú biết chú không đào lên để chỉnh được. Thế này cháu dặn chú trước. Thì khi mà chú làm như thế thì cái cây nó ra phát triển rất là nhanh và đồng đều, tán tròn, quả chất lượng nó ngon đồng đều. Còn nếu ai mà đặt lệch hướng, ví dụ đặt cái hướng chiều nhiều cành rơi về cái hướng buổi chiều mà mặt trời nó nặng, thì cái hướng này nó sẵn cành to này mọc rất là to và nhanh thì nó sẽ bị lệch, tức là tán nó chỉ có một hướng thôi, thì nó cây nó không được to tròn, nó mọc cứ vút lên. Đấy là lưu ý. Mà khi mà chú đã trồng rồi, chẳng lẽ lại đào lên để xoay không được, nó không thể vít cành về được, không vít được. Thế là cứ nói là, là bên cành nhiều thì ở đằng đông. Ở đằng đông. Bên cành ít thì ở đằng đây. Đấy, thì cứ nhớ thế cho cháu. Đấy, khi trồng xong thì chú cắt lá như này cho cháu. Cắt này, và chú tưới ẩm cho cháu thường xuyên. Và đóng cho cháu một cái cọc giữ kéo này. Bởi vì khi gió là khi mình tưới ẩm vào là nó sẽ vỡ bầu, vỡ cái bầu này. Thì nó trột. Và nếu mà có phân hữu cơ ở nhà thì thôi. Còn nếu không thì mua ở cháu những một bao về mà bó. Mỗi một gốc này là khoảng 1 đến 2 cân. Thì phân hữu cơ là chú cho xuống cái đáy bầu đây khoảng nửa cân, nửa cân. Sau đó chú đặt cái bầu này và chú lấp cho cháu nửa bầu đất này. Nửa bầu đất này, xong chú bón cháu tiếp khoảng 1 cân nữa xung quanh và chú lấp đất kín lên. Thì khi chú tưới ẩm là cái phân hữu cơ này nó nở ra. Nó nở ra, dễ nó ăn thẳng thì nó cũng vẫn ăn được phân. Và dễ nó ăn ngang như thế này nó vẫn ăn được phân. Thì nó ra rất nhanh. Đấy thì nó sẽ tốt hơn là chú bón sau này, chú bón ở trên mặt như này. Nếu ở dưới chú trồng chay mà không có phân thì chú bón ở trên mặt này, nếu mà thời tiết mà nắng thì còn lâu nó ăn được, nó sẽ bay hơn. Nhưng mà chú đã trôn ở đây rồi thì dưới là nó cứ thế nó nở nha, và dưới cây nó ăn được thì nó phát triển rất là nhanh. Đấy là một cái để các chú có kinh nghiệm đầu tư họ rồi.